Cuối tuần qua, dân mạng truyền tay nhau chia sẻ bức ảnh về cô gái trẻ mặc trang phục dân tộc Thái chụp ảnh trong lễ hội bươn sao ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Xinh và duyên là những từ phổ biến xuất hiện trong phần bình luận. Dân mạng cũng háo hức muốn biết info của cô nàng da trắng, tóc dài này. Cô gái xinh xắn trong lễ hội bươn sao diễn ra tuần qua. Được biết, cô gái trong ảnh là Nguyễn Thúy Dinh, nữ sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Tân Kỳ, Nghệ An. Mười cho hay vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, cô đến lễ hội để tham quan và xem các tiết mục văn nghệ. Bức ảnh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội là do anh trai của Dinh chụp. Thúy Dinh được anh trai đi cùng chụp ảnh cho. Thấy mọi người mặc trang phục dân tộc Thái thì em cũng thuê đồ để diện cho giống thôi, không ngờ lại được chú ý, nữ sinh chia sẻ. Trang cá nhân của Thúy Dinh tăng hàng trăm follow sau khi hình ảnh của cô được đăng lên các page đông thành viên của Facebook. Cô nàng thấy vui vì điều này chứ không có cảm giác phiền phức. Mười đang là học sinh trường Trung học Phổ thông Tân Kỳ, Nghệ An. Chia sẻ về sở thích cá nhân, Mười cho hay cô bạn đam mê nhảy, múa và thường xuyên tham gia văn nghệ trong các chương trình của huyện Tân Kỳ. Chẳng thế mà trên trang cá nhân của cô ngập tràn những bức ảnh trong trang phục biểu diễn. Cô nàng thường xuyên tham gia biểu diễn văn nghệ cho các chương trình ở huyện Tân Kỳ. Thúy Dinh đang cân nhắc đăng dự thi vào trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An theo lời khuyên của người thân và bạn bè. Cô gái hiện chưa có bạn trai và tiết lộ mẫu hình lý tưởng chỉ đơn giản là người hợp cả. Một số hình ảnh khác về cô bạn dễ thương,